trình được bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Miyoko với bác sĩ Trương Hiệp, bác sĩ Trần Tử Kình và bác sĩ Nguyễn Minh Trí. 714-546-6575, 546-6575. Rất cảm ơn quý vị vẫn đang theo dõi phần cuối cùng của chương trình Sức khỏe và Phụ nữ qua sự trình bày của bác sĩ Hiệp Trương. Và một lần nữa, chương trình của chúng tôi được sự bảo trợ bởi Trung tâm Y tế Đa khoa Miyoko Medical Center. Và thưa quý vị, trước khi bác sĩ trình bày tiếp tục thì chúng tôi có một vị khán thính giả đang chờ ở trên đường line để được đặt câu hỏi với bác sĩ. Dạ hello, xin chào chú. Alo, chào cô. Dạ vâng, xin chú cứ đặt câu hỏi với bác sĩ Hiệp đi ạ. Dạ, chào bác sĩ. Tôi đặt câu hỏi của bà xã tôi, bà bị bú tử cung đó. Muốn hỏi bác sĩ như vậy thì nên những cái thực phẩm nào là nên ăn và không nên ăn? Vâng. Trước khi trả lời câu của anh đó thì cho tôi trả lời cái quý vị khán thính giả mà trước đây tôi trả lời về cái chích cái bệnh HPV đó, thì tôi xin lỗi, lúc nãy tôi không rõ lắm, và sau khi tôi suy nghĩ lại thì vào tra cứu đó thì quý vị có thể chích ngừa con quý vị từ bắt đầu tuổi 9 tuổi được rồi. Dạ. Và nên chích cái Gardasil số 9. Vâng. Dạ. Bắt đầu từ các em bắt đầu 9 tuổi có thể chích ngừa được rồi. Dạ. Vâng. Chứ không đợi đến đến sau. Dạ, vâng. Dạ, 9 tuổi bắt đầu được, và cái giới hạn của hãng thuốc họ nói là từ 9 đến 26. Tức là đến tuổi 26 tuổi bất cứ lúc nào quý vị cũng có thể chích ngừa được. Và cái thuốc là Gardasil số 9 vậy ạ. Tại cái Gardasil trước đây đó thì nó không có bao quát nhiều những con vi khuẩn HPV như cái Gardasil 9 này. Vâng. Để quay lại trở lại cái câu hỏi của anh đó, thì về cái bíu của tử cung đó anh, thì anh cho tôi biết là vợ anh tuổi bao nhiêu tuổi về anh? Dạ, năm nay 51 rồi. 51. Thế cô có triệu chứng gì không ạ? Thì cũng như là bị rong kinh đó bác sĩ. Dạ. Cái bíu tử cung đó lớn không anh? Nó cũng đi mỗi lần đi khám rồi bác sĩ nói cũng bình thường thôi, nhưng mà dạ. Rồi giờ ăn uống thì rất là sợ cái gì ăn được, bởi bà kiên cử vậy đó. Vâng, bây giờ mình trả lời một cách tổng quát nha anh, tại mình không có đủ những dữ kiện của cô nhé, và khám cô thành ra mình không dám nói hết tất cả chính xác được. Nhưng mà một cách tổng quát thì nói về bíu của dạ con vào cái tuổi 50 tuổi đó anh, thì cái tuổi này là cái tuổi mà tôi thường thường hay gọi là giao thời, tức là sắp sửa mãn kinh, tiền mãn kinh. Thường thường các bác sĩ dùng những cái danh từ như tiền mãn kinh. Thì tôi nói đùa thì nó là giao thời, tại vì cái tố của quý vị nó cũng đã thay đổi, và những cái buồng trứng nó cũng không hoạt động bình thường hoặc đều đặn như là ngày xưa nữa. Và vì lý do đó mà quý vị sẽ có những cái lúc mà quý vị chảy máu lộn xộn, mà mình gọi là rong kinh. Thì có lúc có lúc không, và nhiều khi mỗi tháng nhiều khi chảy máu 2-3 lần. Và nhiều khi có những cái lúc mà chảy máu ào ạt ra máu cục, và có thể đưa đến những cái tình trạng như là thiếu máu. Một trong những cái mà khó khăn trong lúc có bíu đó là thiếu máu và bệnh đau bụng hoặc là nặng bụng, hoặc là những cái triệu chứng mà do cái bíu khi quá lớn có thể đè đến những cái cơ quan chung quanh, thí dụ như mà bọng đái, bàng quang của người phụ nữ khi mà nó lớn quá thì có thể đè đến bọng đái và đưa đến cái cảm tưởng là quý vị buồn tiểu, lúc nào cũng buồn tiểu cả, mới đi tiểu xong nửa tiếng, một tiếng sau lại muốn đi tiểu nữa. Thì đó là những cái triệu chứng mà có thể đưa đến nếu mà cái bíu nó khá lớn. Trong những cái trường hợp mà bíu nhỏ thì mình không đáng quan tâm. Thường thường chúng tôi giả định, thí dụ như quý vị nào có những cái bíu mà dưới 5 cm, thí dụ như 2-3 cm. Khám định kỳ thì nói là bình thường bác sĩ. Dạ, bình thường nó không có một cái ý nghĩa nào chính xác đấy anh, thành ra tôi cũng phải trả lời một cách bao quát thôi. Tức là nếu mà nó không lớn quá, tôi gọi lớn là khi nào nó 5 cm, 7-8 cm chẳng hạn đó, tức là lớn. Còn nếu mà 2-3 cm đối với tôi thì nó cũng là nhỏ. Và khi mà nhỏ đó thì chúng ta không làm gì, ngoại trừ nếu người phụ nữ đó bị rong kinh rất là nặng và thiếu máu và cần phải chữa trị, hoặc là đau bụng, dù là cái bíu nhỏ nhưng mà đau bụng thì rất là nhiều. Mình cứ kiêng những thực phẩm nào bác sĩ? Dạ, thường thường, vâng, để tôi trả lời hết cho anh nhé. Thứ hai nữa là trong cái cách chữa trị thì thường thường không ăn uống không có một cái ảnh hưởng gì đến cái sự phát triển của cái bíu. Thường thường cái sự phát triển của bíu nó do cái kích thích tố của bản chất của cái buồng trứng nó tiết ra. Thành ra trong thời kỳ mà tiền mãn kinh á, thường thường nó có thể tăng trưởng, nhưng phần lớn
nó sẽ không tăng trưởng mấy. Và thường thường sau khi mãn kinh xong thì những cái bíu đó nó sẽ nhỏ đi, hoặc là chúng ta sẽ không thấy nó, mặc dù nó còn đó nhưng mà quá nhỏ để mình thấy. Thành ra tùy cái khối lượng của cái bíu đó lúc ban đầu. Ví dụ như vợ anh chỉ có cái bíu độ 2 cm chẳng hạn, thì tôi nghĩ là trong trường hợp mà 51 tuổi thì không nên làm gì, và cũng không có tránh ăn uống, cứ ăn uống thoải mái, không cần kiêng cử đâu. Và nếu mà có thiếu máu cho lắm thì cũng có thể dùng những cái phương pháp, dùng kích thích tố để mà chữa trị cái bệnh kích thích tố nó không được balance đó, không đều đặn. Và có thể trong một số trường hợp quan trọng nhất là vào cái tuổi của chị, nếu mà chảy máu bất thường đó thì nên có sinh thiết để lấy những tế bào ở trong dạ con để biết chắc là nó không có ung thư của dạ con. Cái đó là cái tiên quyết và quan trọng nhất đấy. Cũng đi làm pap smear bác sĩ. Pap smear nó không lấy cái tế bào ở trong dạ con. Pap smear thì nó chỉ lấy tế bào ở cổ tử cung thôi anh. Thành ra lấy chỉ... đi thử thì thôi là kết quả bình thường. Dạ, thì tôi cũng xin nói một cách chính xác thì cái pap smear nó không có loại trừ cái ung thư ở bên trong dạ con. Nó chỉ loại trừ, nó không phải loại trừ mà nó chỉ có tiên đoán là quý vị có thể có ung thư của cổ tử cung hay không, hoặc là tiền ung thư của cổ tử cung, chứ nó không loại trừ cái tiên đoán về cái ung thư ở trong dạ con. Thành ra những trường hợp mà rong kinh vào cái tuổi của vợ của anh đó, thì tôi nghĩ là anh phải trở lại bác sĩ sản phụ khoa và họ yêu cầu họ làm cái sinh thiết ở trong dạ con để lấy cái tế bào ở trong dạ con đó anh. Và có một số trường hợp thì phải đem đi nạo. Thì trong bác sĩ về sản phụ khoa nói là giờ mỗi năm mà đi theo dõi thôi, chứ còn theo bình thường nói vậy. Thì nếu mà bác sĩ sản phụ khoa nói vậy thì tôi nghĩ rằng ông đã sinh thiết cái màng ở trong dạ con của vợ anh rồi. Thành ra ông nghĩ là không có vấn đề gì. Thành ra ông kêu là theo dõi thôi đó. Thì tôi nghĩ anh cũng nên yên trí. Cảm ơn bác sĩ nhiều lắm bác sĩ. Dạ vâng, cảm ơn anh. Cảm ơn cô Thảo Yên nha. Dạ xin cảm ơn chú. Dạ hello, dạ xin chào quý khán thính giả. Mình muốn đặt câu hỏi được không chị? Dạ được chị. Chị cứ đặt câu hỏi đi chị. Dạ xin chào bác sĩ. Tôi năm nay tôi 50 tuổi. Mà tôi uống thuốc ngừa thai đã 19 năm rồi. Dạ vâng. Mà bắt đầu bị mất kinh 3 tháng rồi bây giờ nó lại có lại. Thì tôi không hiểu là mình có nên tiếp tục uống thuốc ngừa thai không, hay là mình vẫn uống rồi để khi nào nó tự động nó hết là nó hết luôn. Vâng. Trong trường hợp của cô đó, cô uống thuốc ngừa thai vì lý do gì ạ? Dạ tại không muốn sanh ạ. Ồ. Ok, vâng, thế trong trường hợp của cô thì tôi nghĩ cái đầu tiên là cô có thể ngừng thuốc ngừa thai vài tháng nhé. Cái xác suất mà cô mang thai vào 50 tuổi nó rất cũng khá hiếm đó cô, trừ khi mà thụ thai nhân tạo, chứ còn nếu mà để tự nhiên thì cũng hiếm lắm mới có thai được. Thì nếu trong thời gian mà chờ đợi đó thì cô có thể dùng những cái phương pháp mà khác, ví dụ như dùng bao cao su trong lúc mình thử nghiệm máu nhé. Trong những trường hợp như cô đó thì tôi đề nghị là ngưng thuốc ngừa thai vài tháng, xong sau đó thử máu xem cô đã mãn kinh hoặc vào trường hợp tiền mãn kinh hay mãn kinh chưa. Nếu cô qua cái thử máu thì mình sẽ biết được nhé. Nếu mà cô đã mãn kinh rồi đó thì coi như là thôi, mình bỏ luôn thuốc ngừa thai và cứ để tự nhiên như vậy thôi nhé. Còn nếu mà vâng. Thử máu đó thì mình xin bác sĩ gia đình hay là bác sĩ specialist của mình? Dạ, bác sĩ nào cũng có thể thử được hết chị ạ. Nhá. Dạ. Thì bác sĩ gia đình nếu ông không biết ông sẽ gửi đến bác sĩ sản phụ khoa nhé. Còn nếu mà bác sĩ gia đình mà biết thì sẽ thử để xem chị có mãn kinh chưa thôi nhé. Thì cái test đó, cái thử máu đó chị không cần phải nhịn đói, chỉ cứ đến thẳng rồi hỏi bác sĩ có thể lấy máu ngay lập tức cho chị nhé. Vâng. Thì cái thử máu đó để cho mình biết mình có bị sắp mãn kinh chưa đó, thì nó sẽ giúp cho mình biết xác định thêm là mình có cần phải uống thuốc nữa. Đúng không rồi, phải chị. Đúng rồi. Dạ, nếu mà cái test máu ra nó thấy là cái tố đó nó đã rất là cao, tức là chị mãn kinh rồi đó, thì chị bỏ thuốc ngừa thai luôn cũng là đúng rồi nhá. Dạ. Nhưng mà phải bỏ thuốc ngừa thai trước. Nếu rồi sau đó mới thử. Không bỏ mình tiếp tục mình uống là không tốt phải không bác? Dạ tôi nghĩ là chúng ta chỉ cần xài, nếu mà chúng ta có sự cần thiết uống một bất cứ thuốc nào thì, chúng ta chỉ xài nếu mà chúng ta cần nó thôi. Còn nếu mà chúng ta không cần nó thì không nên uống.
Dạ. Cái đó là cái suy nghĩ của tôi thôi nhé. Còn uống thuốc cả thai, thí dụ như cô mà năm nay 40 tuổi đi, mà cô đã uống 19 năm nay rồi mà cô vẫn sợ dùng để ngừa thai thì cô vẫn tiếp tục uống được cô ạ. À. Tại thuốc ngừa thai được nghiên cứu rất là lâu rồi và cho thấy rằng dù chúng ta uống một cách lâu dài nó cũng không có ảnh hưởng gì nhiều đến cái sức khỏe của chúng ta đâu nhé. Tuy nhiên trong trường hợp của cô đặc biệt là 50 tuổi thì tôi nghĩ là nên thử máu xem sao, và nếu mà đã mãn kinh rồi thì ngừng ngừng thuốc ngừa thai là đúng nhé cô nhé. Dạ, cảm ơn bác sĩ nhiều. Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, xin chào cô. Dạ vâng, thưa quý vị, và đó là những cái chia sẻ ngày hôm nay của bác sĩ Hiệp Trương, đó là bệnh cảm cúm cách phòng ngừa như thế nào và sự ảnh hưởng như thế nào, đặc biệt là đối với các thai phụ. Thì hy vọng là quý vị đã có những cái thông tin bổ ích, và nếu như quý vị có câu hỏi gì khác nữa thì có thể đón xem chương trình của bác sĩ Hiệp Trương vào 2 tuần sau quý vị nhé. Chương trình Sức khỏe và Phụ nữ xin được cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Xin chào chị Thảo Yến và xin hẹn quý vị lại trong chương trình 2 tuần tới tại Đài Lý Lục Sài Gòn TV. Cảm ơn quý vị. Xin trân trọng cảm ơn và kính chào tất cả quý vị.